Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh, vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, vì tám giải thoát thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo thanh tịnh. Vì bốn chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến 8 chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, vì 10 địa Bồ Tát thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 10 địa Bồ Tát thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên 5 loại mắt thanh tịnh, vì 5 loại mắt thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 5 loại mắt thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên 6 phép thần thông thanh tịnh, vì 6 phép thần thông thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 6 phép thần thông thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên 10 lực Phật thanh tịnh, vì 10 lực Phật thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 10 lực Phật thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.